xin kính chào các khán giả của Sài Gòn TV đến với chương trình điểm tin trong tuần của chúng tôi. Trong chương trình này chúng tôi cố gắng đưa đến quý vị những cái tin tức đáng chú ý trong tuần qua kèm theo những phân tích, những bình luận của các chuyên gia. Cái bản tin đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là cái vụ một cái công chuyện chính trị mà hiện nay nó đang được nói rất là nhiều và ồn ào bên Việt Nam đó là chuyện mà chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị miễn nhiệm, hay nói theo uh, ngôn ngữ của Quốc hội Việt Nam là được miễn nhiệm. Ngày 18 tháng 1 vừa rồi chúng ta đã theo dõi báo chí của Việt Nam, chúng ta thấy là Quốc hội của Việt Nam đã họp một cái khóa bất thường. Trong đó họ đưa ra một cái nghị quyết, sau đó họ quyết định và tuyên bố rằng là Quốc hội đồng ý để cho ông Chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc được thôi nhiệm vụ chủ tịch nước và đồng thời là được miễn nhiệm tất cả mọi chức vụ mọi danh hiệu của đảng hay là của trong nhà nước lý do mà họ đưa ra cho cái quyết định này là thể theo cái nguyện vọng của cá nhân ông phúc nếu như mà thể theo cái nguyện vọng của ông phúc mà coi như được miễn nhiệm tất cả mọi nhiệm vụ mọi trách nhiệm thì giống như là ông ta xin về hưu rồi nhưng mà thực tế thì cả nước Việt Nam đều biết rằng là cái quốc hội đang làm một cái thủ tục nó có hình thức để mà chính thức hóa cái quyết định của bộ chính trị hay là của ông um, Nguyễn Phú Trọng đã bắt buộc là ông Nguyễn Phú Xuân Phúc phải phải ra đi, phải từ chức vì những cái trách nhiệm mà ông và những cái cái, 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 cái nội các của ông đã làm trong những cái năm uh, 2020 năm 2021 qua những cái vụ như là những cái bộ xét nghiệm dỗm Nam Á hay là những cái chuyến máy bay giải cứu người dân Việt Nam ở trên thế giới về Việt Nam. Thực sự ra đây là một cái chuyện mà người ta cũng đã nói tới từ trước rồi. Mình nhớ là khi mà ông ngoại trưởng của Việt Nam là ông Bùi Thanh Sơn đã bị Ủy ban kỷ luật Trung ương sờ gáy đó và đề nghị là phải kỷ luật ông này thôi và lúc đó là Bùi Thanh Sơn là cái nhân vật cao cấp nhất trong cái vụ mà những cái chuyến bay giải cứu bị sở gáy thì người ta đã nói tới cái chuyện là nếu mà ông Bùi Thanh Sơn mà mà bị kỷ luật thì người ta phải nói tới cái chuyện là sếp của ông Bùi Thanh Sơn là những cái ông thủ tướng phải bị sợ gáy thì mới đúng. Bởi vì những cái ông bộ trưởng khi mà thi hành những thực hiện những cái kế kế hoạch rất là quan trọng đó, thì bao giờ mấy ông cũng được sếp của mấy ông là ông thủ tướng thứ nhất là duyệt xét thứ hai là đồng ý thì mới được làm mà thủ tướng Việt Nam Cái hồi trước tháng 3 năm 2021 là ông Nguyễn Xuân Phúc sau tháng 3 thì là ông thủ tướng bây giờ là ông Phạm Minh Chính bây giờ thì rõ ràng là cái chuyện là ông Nguyễn Xuân Phúc bị sợ gáy, bị chịu trách nhiệm, bị lôi ra xử thì nó là một cái chuyện mà người ta cũng đã nói tới rồi. Nhưng nó vẫn là một cái câu chuyện chính trị long trời lở đất ở Việt Nam bởi vì không người ta không ngờ rằng bộ chính trị hay là nhà ông Nguyễn Phú Trọng lại đi tới rốt ráo tới một cái nhân vật và trong tứ trụ của đất nước như vậy. Và thật ra trước đó khi mà ta, cái 10 ngày trước đây chúng ta nhớ rằng là có cũng có hai hai nhân vật đình đám của Việt Nam là hai ông phó thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Vũ Đức Đam cũng bị lôi ra xử và chịu chung một cái số phận như ông Nguyễn Xuân Phúc bây giờ là bị miễn nhiệm tất cả mọi chức vụ vì cái nguyện vọng cá nhân thì lúc đó mình thấy rằng là chính ông nguyễn xuân phúc đó cũng đã gọi là đưa ra một cái sự biểu quyết một cái sự chấp thuận cho hai ông này được miễn nhiệm thì mình cứ nghĩ rằng là đến hai ông ở trong cái ủy ban chấp hành trung ương của bộ chính trị như vậy là hết nhưng mà người ta không ngờ rằng là đại 10 ngày sau thì bây giờ ông Nguyễn Xuân Phúc này cũng cũng đã chịu chung một cái số phận như thế mà chúng ta biết rằng là ông Phạm Bình Minh tức là ông phó thủ tướng mà ông là một ủy viên của bộ chính trị đặc trách cái mảng gọi là đối ngoại thì rõ ràng ông này là một cái viên chức ngoại giao cao cấp nhất của Việt Nam đây thành ra chắc chắn là khi bị miễn nhiệm như vậy ông mới là dính líu tới cái vụ những chuyến máy bay giải cứu còn ông vũ đức đam cũng là một phó thủ tướng của là ủy viên của ban chấp hành trung ương thôi thế nhưng mà ông đặc trách vấn đề văn hóa giáo dục rồi khoa học và y tế thì hiển nhiên là ông vũ đức đam lại dính vào những cái vụ uh, bộ xét nghiệm rộng của nam á và mình thấy rằng là chỉ có hai cái đại án như thế đó mà thổi bay hai ông phó thủ tướng với ông chủ tịch nhà nước làm một cái chuyện mà nó kinh khủng quá ít khi nào người ta thấy trong những cái chế độ ở cộng sản bởi vì trước ngay đó thường thường là trong những cái vụ mà dính líu tới cái mặt mũi của bộ chính trị to lớn như vậy họ thường thường họ bao che họ bỏ bỏ qua nó thí dụ mình lấy thí dụ như bộ trường hợp mà cái vấn đề mà formosa ở vũng áng chuyện nó lớn lao đến nỗi mà cả nước đều mà phản đối thế nhưng mà nếu mà họ chịu bao che đó thì rồi họ cũng sẽ làm cho nó qua được thế thì tại sao ngày hôm nay người họ lại không bao che nó và cái trường hợp mình thấy rằng là ông Bùi Thanh Sơn ông ngoại trưởng của Việt Nam nó bây giờ thì cũng chỉ là khiển trách một cách nghiêm khắc thế thôi mà ông vẫn còn tiếp tục làm việc và giữ được bộ trưởng ngoại giao thì mình thấy rằng cái chuyện này đó người ta không phải là người ta xử theo việc mà người ta nhắm vào người nhắm vào người và vào những nhân tuyển để mà người ta xuống tay thế thì bây giờ đó cái vấn đề người ta đặt ra người ta hỏi rằng là chuyện mà ba cái ông này bị cách chức như thế thì đem lại cái lợi ích cho ai thì hiển nhiên cả một đất nước việt nam đều có câu trả lời là cái chuyện mà ba ông này ra đi thì rõ ràng là ông nguyễn phú trọng tức là cái người được xem là cái người đốt lò vĩ đại và cái lò uh, của ông mệnh danh là cái củi nào cũng đốt nó lên uy tín rừng rực bởi vì nó được mang tiếng là chống tham nhũng coi như tới coi như là triệt để thế thì tới đây người ta sẽ ngờ ngợ người ta thấy rằng là hình như trong cái chuyện này nó có cái gì đó giống như ở bên chuyện trung quốc chúng ta nhớ rằng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cái tiếng là rập khuôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên Trung Quốc người ta làm cái gì thì Việt Nam sẽ làm cái đó. Thế thì bao năm nay đã Tập Cận Bình đã vất vả, những đã hộ đập rồi từ Nam tới Bắc. Rốt cuộc thì bây giờ ai cũng phải thấy rằng là chuyện ông làm là là ông chỉ đem lại một cái hiệu quả là ông gom được những cái quyền lực cho ông để ông trở thành một cái chủ tịch thứ ba và rồi có thể là chủ tịch muôn năm rồi ông cũng lại gom được những cái quyền hành cho đảng cộng sản trung quốc để sửa soạn cái đảng cộng sản trung quốc này cai trị việt cai trị trung quốc theo một cái đường lối bảo thủ cứng rắn như thời mao trạch đông ngày xưa và để bảo đảm cho cái và rõ ràng là ông muốn lấy cái sự bảo đảm về ổn định chính trị làm trọng tức là cái sự an nguy của đảng cộng sản trung quốc làm trọng bất chấp cái chuyện mà gần là thiệt hại về kinh tế và nếu mà ông ta muốn duy trì cái sự ổn định cho Trung Quốc thì chắc có lẽ là ông ta cũng phải thuyết phục bên Việt Nam có một cái sự ổn định như vậy và cái sự ủng hộ cũng là, là làm sao cho cái đảng cộng sản Việt Nam cũng bảo thủ như cái đảng cộng sản Trung Quốc chúng ta nhớ rằng là trong ba cái nhân vật ông Phạm Bình Minh là cái người được đào tạo ở bên Mỹ bởi vì ông ấy được đào tạo qua cái chuyện hưởng học bổng của Đại học và Fulbright. Ông Vũ Đức Đam là cái người tốt nghiệp ở những cái đại học châu Âu ở bên ở bên Mỹ. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì cái hồi mà ông làm thủ tướng ông cũng đã được thế giới ca ngợi là một cái gạch nối để nối tiếp Việt Nam với lại Hoa Kỳ hay là Việt Nam với lại châu Âu thành ra ít nhiều gì ba cái nhân vật này đó đều là những cái nhân vật có dễ có khuynh hướng hoặc là dễ có khuynh hướng ngả theo tây phương mà bứng đi đó, những, những những cái nhân vật này thì sẽ giúp cho cái đảng cộng sản của Việt Nam nó thêm cái tính bảo thủ mà chúng ta phải nhớ rằng là ba cái nhân vật này nếu mà trong tương lai vẫn còn giữ được những cái vị trí như thế này họ rất dễ trở thành nắm là nắm được giữ những cái chức vụ ở trong tứ trụ vào cái khi mà Việt Nam họp đại hội đảng người ta đã bàn luận tới cái chuyện là ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái nhân tuyển mà có cái khả năng trở thành tổng bí thư lớn nhất chỉ sau Nguyễn Phú Trọng nếu mà nguyễn phú trọng mà về hưu thì ông thì nhân tuyển thích hợp để làm tổng bí thư việt nam là ông nguyễn xuân phúc không ai và vào cái kỳ mà đại hội đó người ta cũng đã bàn luận là phạm bình minh rất là xứng đáng để trở thành thủ tướng hoặc là chủ tịch nước hoặc là vũ đức đam cũng có thể là một nhân tuyển rất thích hợp để trở thành chủ tịch quốc hội thành ra bây giờ là bứng bị ba như cái ông này đi thì rõ ràng là Nguyễn Phú Trọng sẽ xây dựng được một cái bộ chính trị nó nó bảo thủ và có thể xây dựng cái quyền lực cho ông nó giống như là tập cận bình ở bên ở bên ở bên Trung Quốc và với một cái công lao mà rất là lớn như vậy nghĩa là diệt tham nhũng cho tới tứ trụ như vậy thì chắc có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có tiếp tục có uy tín để mà có thể giữ cái chức tổng bí thư thứ tư thứ năm hoặc là muôn năm cũng giống như ông tập cận bình và những cái lý luận như vậy nó sẽ có lý hơn nữa nếu mà chúng ta nhớ lại rằng là vào cái đầu tháng tháng 11 của năm ngoái đó, khi mà ông tập cận bình có lấy được cái chức chủ tịch lần thứ ba thì ông mời cái lãnh tụ của ngoại quốc đầu tiên đến hội họp với ông là chính là ông nguyễn phú trọng Ông Nguyễn Phú Trọng ngồi họp đầu tháng 11, bây giờ hai tháng sau chuyện lớn nổ ra đùm 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 như vậy thì mình có thể thấy rằng nó không phải là một cái chuyện nó gọi là ngẫu nhiên nó xảy ra. Có thể vào lần đó ông Nguyễn Phú Trọng đã được tình báo của Trung Quốc đưa ra những cái bằng chứng của ba cái ông này, những cái bằng chứng mà chứng tỏ rằng ba ông này đã phạm một cái tội gì ghê lắm, nó không thể chối cãi được bởi chúng ta biết rằng là cái chuyện mà nắm thóp người ta nắm cái yếu điểm của người ta để thao túng để mà lợi dụng trong tương lai là cái nghề của trung quốc sau một bài thương mại chúng tôi sẽ trở lại cái phần bản tin của trung quốc